Lộc Thủy hân hạnh kính chào quý khán thính giả của Đài Lý Đô Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Moroman. Vâng, chương trình này vẫn đến với quý vị hàng tuần trên Đài Lý Đô Sài Gòn TV. Và đây là một chương trình hướng dẫn quý vị sửa chữa xe hơi. Tuần rồi thì chúng tôi đã gửi đến quý vị đề tài là tune up xe, nhưng mà nói vẫn chưa hết. Và chương trình hôm nay là tiếp tục về tune up xe hơi. Và những chương trình hướng dẫn sửa chữa xe hơi lúc nào và luôn luôn lúc nào cũng do một người hướng dẫn trong chương trình này, đó là anh Andy. Xin gửi lời chào đến quý khán thính giả. Andy xin kính chào quý khán giả của Lý Đồ Sài Gòn TV và xin kính chào người đẹp Ngọc Thủy. Vâng, chào anh. Em nghĩ rằng người khán thính giả đã chờ đợi cái chương trình tune up của anh từ tuần trước đến tuần này. Mình mới nói được một phần đầu à. Thì bây giờ anh nói cho hết cái phần cuối của cái vấn đề tune up xe hơi. Và bây giờ mời quý vị hãy theo dõi tiếp những lời giải thích của anh Andy. Ok, trước khi anh Andy nói tiếp về cái phần 2 của vấn đề tune up thì anh Andy có hai cái thông tin cần chia sẻ với lại quý khán giả. Thông tin thứ nhất là hãng Chrysler đã bị lộ vốn trên hàng tỷ Mỹ Kim. Và cuối cùng rồi đã bán cổ phần của mình trên 50% cho công ty Fiat. Là một công ty của người Ý. Còn thông tin thứ hai nữa là hiện bây giờ là có hai chiếc xe điện ra đời. Một chiếc xe là Volt của GM. Và một chiếc xe nữa là xe của Nissan là tên là Leaf, là lá cây á. Thì hiện bây giờ hai chiếc xe là một trong những chiếc xe mà ít tốn kém nguyên liệu nhiều nhất và được khen thưởng nhiều nhất. Không tốn xăng. Không tốn xăng. Cái Leaf thì hoàn toàn chạy bằng điện. Còn cái Volt á thì vừa chạy bằng điện mình vừa có mechanical. Thành ra là xe Leaf á, xe Leaf mà cái lá cây Nissan Leaf đó, thì mình sạc trong điện nhà thôi, trong vòng cỡ chừng 4 tiếng hồ là mình chạy. Còn xe Volt của hãng GM đó thì mình sạc trên 10 tiếng hồ. Sao nói theo em nghe giống như là cái xe đồ chơi quá vậy, sạc xong rồi cứ chạy. Năm vừa rồi đó thì xe Volt khi ra đời được rất là nhiều đơn đặt hàng. Nhưng mà hiện bây giờ cái đối thủ nặng ký nhất của hãng GM là hãng Nissan. Bây giờ là một trong những cái hãng cạnh tranh khốc liệt nhất, đối thủ nặng ký nhất là Leaf. Thì nếu ai ưa chuộng về xe mà bằng điện đó thì Nissan Leaf là một trong những chiếc xe mà được nhiều giới thể thao và nhiều giới mà hồi mê về xe đó ưa chuộng rất là nhiều. Nhưng mà thưa anh, nếu mà mình sạc như vậy mình đi xa có được hay không? Được chứ. Được chứ. Dạ, cái tiền mà nó làm một cái thống kê mà cái tiền tiêu thụ xăng nó rất là ít. Có nghĩa là cái average mỗi một năm á là chúng ta chạy khoảng 12.000 mai. Thì họ chia một năm chia thành 12 tháng thì một tháng như vậy á, trung bình á cho 12.000 mai mỗi năm á thì chỉ có 40 đồng thôi. Mình chạy giữa đường rồi mình sạc bất cứ nơi đâu được hay không, hay là thông thường thì họ có cái đồ gắm ở nhà. Nghĩa về mình chip plug vô trong cái nhà giống như mình gắm máy sấy tóc, gắm máy giặt, máy sấy nó gắm vô nhà là nó sạc thôi. Là xe của GM. Rồi xe Nissan thì tương tự cũng như vậy. Và đồng thời nếu ai mà chạy những chiếc xe mà năng lượng như vậy thì chúng ta có thể lên departmentofenergy.com. Thì họ sẽ từ bây giờ cho tới năm 2025 là họ gắn trên cái hàng triệu cái cổng để mà mình sạc điện vào. Tích tắc là xong. Tức là họ sẽ thiết lập ở ngoài đường. Đúng rồi, để cho mình đi bất cứ ở đâu rồi mình có thể mình sạc. Dạ, đó, thành ra nếu ai có những cái xe điện như là xe chạy về bằng bằng khí đó, gọi là natural gas mà mình nấu cơm ở nhà mình ăn đó, như bếp gas á. Natural gas hoặc là xài về những cái loại hybrid hay là những cái loại điện đó thì chúng ta vào departmentofenergy.com. Thì nó sẽ có tất cả những cái cột, những cái địa điểm mình tới đó. Có nhiều người chạy bằng xe mà chúng ta thường thấy là xe bus á, mà họ xài natural gas. Thì khi anh chàng ta anh đang chạy tới khúc đó thì xăng cái gas của anh sắp sửa hết thì anh gọi anh đi bây giờ làm sao, thì lên trên cái địa chỉ đó đánh cái thì ngay góc đó cách đó khoảng chừng 30 mai thì có cái đó thì anh rất là happy là anh được bơm cái gas ở nhà chứ không phải là xăng. Bằng cái hơi cái khí khí đốt để tiếp tục chạy tiếp. Vậy là tương lai thì tất cả các xe mà áp dụng như vậy thì mình họ phải tốn tiền xăng mà không bị ô nhiễm môi trường nữa. Đúng rồi, thành ra chúng ta thấy mà những chiếc xe mà để chữ là chữ N là Nancy, G là chữ V, có nghĩa là Natural Gas Vehicle. Thì những chiếc xe đó nếu ai mua thì được quyền chạy trên Carpooling. Tiện quá ha. Rất là tiện. Vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin mới nhất mà anh Andy vừa gửi đến quý khán thính giả. Trong mỗi chương trình thì sẽ có những cái tin tức liên quan đến xe thì anh Andy sẽ thông báo cùng quý vị.
Và bây giờ thì trở lại phần tune up thì anh thì nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục về về cái bộ phận nào thưa anh? Dạ, nó thì giống như anh thì trở lại cái phần đầu đó, thì khi mà tune up thì hầu như tất cả những bộ phận nó liên quan thì mình đều phải thay. Dạ. Ví dụ như sau khi mình thay cái buri rồi đó, thì bây giờ đây là cái dây nó gọi là sparkless wire. Đây là cái chữ nguyên văn của nó này quý vị. Sparkless wire set là mình phải mua y cái bộ dây buri. Dạ. Thì bộ phận này khi mà mình chạy lâu ngày thì nó làm mất đi cái đứt khoảng đi cái power, mất đi cái resistance. Thì nó không cung cấp đủ cái năng lượng để mà mình tải ra ngoài buri. Vâng. Thì nó rất là quan trọng, bởi vì có buri mà không có cái dây của buri á thì không khác nào mà hủ tiếu mà thiếu nước lèo. Thành ra nó rất là quan trọng của cái này. Thành ra bộ phận khi chúng ta mà chạy cái chừng 7-8 ngàn mai thì những bộ phận lâu ngày nóng nó cung cấp lửa nóng, nó bị nhiều cái nó bị mất đầu, nhiều cái bên trong nó bị tẩm nhớt vào, và nhiều cái nó là dây nó không còn resistance nữa. Nó mất đi đó, giống như là cái resistance có nghĩa là nó cái sự thông, giống như mình đổ cái nước từ cái ống này nó chạy qua ống kia. Nó flow cái current đi, nó gọi là resistance, nó flow đi. Đó thì cái dây buri này nó rất là quan trọng cho cái vấn đề tune up. Là mình cũng cần phải thay. Thì nếu mà chúng ta không có thể không mua OEM thì chúng ta có thể mua NGK. Cái này là nó cũng thay thế cho OEM. Như là Original Equipment Manufacturer, là đồ như là đồ origin đó. Việt Nam thường hay gọi là origin, là OEM. Đó thì mình có thể mua một bộ này. Nó gọi là High Performance Sparkless Wire Set. Cái Ngọc Thủy thấy đây là những cái đầu đấy nè. Thì khi mình xài lâu ngày những cái đầu bên trong này nó bị cháy. Thành ra cái lửa nó không đánh ra được để làm cho cái máy nó bị chết. Thì ra nhiều khi mình thay buri rồi nó không hết, mà mình phải thay luôn cả cái dây này. Đó thì sau khi mình thay cái dây này đó, thì những chiếc xe đời cũ đó thì nó có nó nằm lên trên đây. Thành ra anh thì cố gắng lấy từng bộ phận ra để cho mà Ngọc Thị thấy được và khán giả thấy được. Nó gọi cái này nó gọi là distributor cap. Đó thì khi cái trục lửa nó quay đó, thì nó tất cả những cái này nó theo cái thì của cái này nó cung cấp lửa ra. Ví dụ như là chiếc xe là 1234 thì nó chạy theo cái thì là 1432 thì theo loại xe. Chứ không phải là nó nổ máy số 1, số 2, số 3, số 4 mà nó nổ theo cái thì của chiếc xe. Tiếng Mỹ nó gọi là cái firing order, là theo thứ tự của cái nổ của nó. Thì cái bộ phận này rất là quan trọng, là khí mà nó bị hư đó thì nó bị đóng te. Rất tiếc là trong đây tối quý vị cũng thấy là mình để cỡ chừng 70-80 ngàn mai đó này, nó đóng ten, đóng hết, thành ra cái lửa nó không contact với nhau được, thành ra nó bị mất đi cái contact, thì nó làm cho chiếc xe mình nó thiếu đi cái power. Vậy thì bao lâu mình mới clean nó một lần nha? Cái này mình phải thay mới chứ không cần clean. Cái này thì nó bán rất là rẻ, ngày xưa thì rất là mắc. Ngày xưa một cái bộ phận này tốn khoảng 60-70 đô. Nhưng hiện bây giờ cái này cỡ chừng 20-30 thôi. Của Nhật. Thành ra quý vị nên xài đồ của Nhật, đừng xài đồ China nhé. Của Nhật là nó bền bỉ hơn và nó đầy đủ những cái năng lượng ha. Về đồ China, đồ Park China nó cũng copy giống thịt đồ Nhật phải không anh? Đúng rồi, nhưng mà nó không có phẩm chất, không có quality. Có nhiều người gắn vào chạy nó không đủ mã lực. Không bao lâu nữa. Dạ, không đủ mã lực. Thành ra nếu mà mình đã xài thì nên xài đồ nguyên thủy. Nếu mà chúng ta không thể nào xài đồ nguyên thủy thì nên xài đồ thay thế của Nhật. Nó gọi là replacement parts. Là từ cái hãng của Nhật. Và quý vị nhớ là đồ Trung Quốc nó cũng làm giống, nhưng mà phải hỏi cho ra là đồ Nhật Bản và mua. Nhưng mà đồ Nhật Bản thì mắc hơn chút không anh? Thật sự hiện bây giờ nó đang có những cái chương trình gọi là tẩy chay Trung Quốc, mà đang kêu chắc chắn đang nuốt lần quê hương đất nước của mình. Tại sao mình phải ủng hộ kẻ thù của mình chứ? Thành ra nên xài đồ của Nhật để sure cho nó bền bỉ. Chính xác, thậm chí cả là chúng ta nghĩ rằng chúng ta xài xe Nhật là không đóng góp gì cho đất nước Mỹ, thật sự là chúng ta sai. Là bởi vì xe Nhật đã từng làm ở đây từ thập niên 1981. Cho tới mãi bây giờ, như là những chiếc xe như là Toyota Camry, Toyota Sienna, Honda Accord cũng làm tại Mỹ. Làm ở Kentucky, rồi Connecticut, làm rất là nhiều những cái plant. Thành ra nếu mà chúng ta sử dụng những sản phẩm của Nhật thì cũng là đóng góp cho cái nền kinh tế của nước Mỹ đó. Lúc thành trước ra... thì nói rằng phải mua những cái xe của Mỹ thì là mình giúp cho nền kinh tế nước Mỹ, nhưng bây giờ nó vẫn tại vì cái hãng GM cũng có mua một phần trong Toyota thí dụ vậy đó. Rồi họ lại đem những cái công ăn việc làm tạo những cái hãng xưởng lắp ráp tại Mỹ luôn. Thậm chí cả chiếc xe Toyota hay là chiếc Toyota Sienna 2007 là nó sản xuất tại Mỹ và nó nhập ngược về lại Nhật.
là những thông tin này anh Đi học từ những cái news của nó, nó rất là chính xác. Dạ vâng. Dạ. Rồi nếu mà thu nắp như vậy thì còn vấn đề gì nữa không trong cái đề tài này thưa anh? Rồi kế đến đó là cái quan trọng, kế đến đó là cái hệ thống gọi là lọc gió. Mình thấy đây là cái hệ thống lọc gió. Đây là cái phổi của mình tuyệt vời, là có nghĩa là người đẹp này hoặc là anh chàng này chưa bao giờ hút thuốc. Thành ra là cái phổi nó rất là sạch, trong đẹp. Sạch. Giống như phổi của con người cũng vậy, nếu mà chúng ta hút thuốc thì nó cũng trắng như vậy. Anh này cho nói giỡn thôi, anh này cũng là bác sĩ. Thành ra đó, cái bộ phận air filter này rất là quan trọng, là sau khi chiếc xe mà nó nổ thì nó cần không khí để nó đem vào. Thì khi mà không cái filter này mà nó bị dơ đó, như là nó đóng đầy hết, thì chiếc xe của mình nó không đầy đủ không khí thì nó chạy rất là tốn xăng. Cũng giống như mình mà bị ngộp thở, cái phổi mình nó bị bệnh đó, thì mình không thở được. Thì chiếc xe nó cũng cần thở, cần không khí để thở. Thì cái filter là cái rất là quan trọng. Department of Transportation của Mỹ đó, họ làm một cái thống kê nghiên cứu rõ ràng là những chiếc xe mà cái filter mà bị dơ đó, nó sẽ tốn khoảng chừng 3% cái lượng xăng. Đó, thành ra rất là quan trọng. Thành ra là quý vị thường xuyên nên kiểm tra lại cái lọc xăng, lọc gió của mình để mà tiết kiệm xăng. Rồi thì cái này cũng dễ thay phải không anh? Đúng rồi, chúng ta chỉ cần gỡ ra rồi bỏ bộ phận vào. Thì cái phần này nó có các phần trên và phần dưới. Ngọc Thủy thấy đây là phần ở dưới hay phần ở trên. Thì nếu mà chúng ta để ngược lại thì nó sẽ không vừa. Thì nó chúng ta phải để đúng vào trong đó, bỏ vào thôi. Thì cái này tương đối nó cũng không có mắc, khoảng mười mấy đồng thôi. Của đồ cũng là Toyota luôn, original equipment manufacturer. OEM. Rồi còn bộ phận nào nữa không anh? Hay là mình thu nắp rồi là những cái đó là cái điểm chính. Rồi khi mà mình thao xong đó là cái hệ thống kế nữa, đó là mình phải xúc cái hệ thống xăng. Nó gọi là cái bát xăng, là cái này gọi là cái injector. Giống như đề tài hồi nãy thì nói là khi mà mình chạy mà mình tổng hợp nhiều loại xăng quá thì tạo thành chất cặn, thì những chất cặn nó đóng vào đây. Thì nó làm cho cái bát xăng của mình nó không có phúng được đều. Thì nó cũng làm cho tốn xăng. Thì đây là cái hình ảnh mà để cho quý vị dễ thấy. Mình thấy không? Đây là cái xăng của mình nó bị cặn. Thì cái mạch xăng nó bị như vậy. Và sau khi mà mình làm mà mình clean up á, thì cái mạch xăng nó mịn hơn. Thì khi nó mịn hơn á, thì chiếc xe mình chạy nó sẽ mạnh hơn và ít tốn nguyên liệu hơn. Tại vì nó bị nghẹt cái bát này. Cũng giống như cái mạch tim mình mà máu nó không dồn về được á, thì mình sẽ bị nhiều cái vấn đề. Thì xe cũng về hệ thống xăng nó cần phải lưu thông. Nó không có bị nghẹn, phải sạch và clean. Sạch và clean đó, thì chiếc xe mình chạy nó mạnh hơn, nhẹ nhàng hơn và mình tiết kiệm được tiền nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái bộ phận mà chính yếu anh Andy vừa nói với quý khán thính giả để mà chúng ta phải thay, phải chú ý, phải thay. Nhưng mà còn những cái chi tiết, đó là những cái chi tiết phụ mà thôi, thì chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chương trình phần sau, nhất là sau một vài thông tin thương mại thì chương trình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Monomen hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi vẫn hướng dẫn quý vị trong vấn đề thu nắp xe. Anh Andy, bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến phần nào thưa anh Andy? Thì bây giờ cái đơn giản nhất là chúng ta là cái người mới bắt đầu thực hành. Thì cái quan trọng nhất, đầu tiên nhất là thay buri. Thì đây là cái cách mà Andy hướng dẫn cho Ngọc Thủy để cho quý khán giả thấy rằng là phụ nữ làm được thì tất cả mọi người đều làm được. Thậm chí cả quý ông thì là chuyện nhỏ, đúng không ạ? Đó, thì bây giờ mình đầu tiên nhất là mình gỡ cái này ra để mình thay buri. Tại vì đây là một cái loại xe đề mới đó, thành ra nó không có cái dây buri như là những chiếc xe đề cũ. Thành ra cái này là chúng ta gỡ cái nào ra đó thì chúng ta gắn cái đó vô thì không bao giờ bị sai. Còn nếu mà chúng ta mở lung tung hết trơn là khi gắn vô được không được á, thì nó sẽ bị cái trở ngại là gắn chặt thì cái máy chạy nó hệt đuôi vậy đó. Thành ra là khi mà mình bắt đầu làm á, thì mình gỡ cái nào, mình gắn cái buri vô cái đó, hoặc là mình làm dấu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vậy đó. Đó, thấy không? Rồi bây giờ Ngọc Thủy lấy cái này là cái máy này là máy số 2 thí dụ. Thì mình lấy cái số 2 ra. Rồi bắt đầu cái kế đến đó là mình lấy cái buri ra. Mình dặn cái buri ngược ra, rồi bắt đầu mình bỏ cái buri mới thì mình dặn cái nó vô lại. Đó, còn nếu mình muốn chắc ăn nữa thì mình làm dấu. Thì quý vị nên nhớ rằng dặn ngược chiều đồng hồ, nghĩa là mình đang mở. Dặn mở theo chiều đồng hồ thì là dặn còn vô. Là... ngược chiều đồng hồ là mở, còn theo chiều đồng hồ là dặn vô.
Ngồi như thế rất là đơn rất giản. Rất là dễ. Dạ, rất là đơn giản. Thì chúng ta chỉ cần để ý là chúng ta sẽ làm được. Dạ. Thì chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Tiền đó thì dắt vợ con đi ăn phở. Ví dụ ở nhà mình 4-5 chiếc xe là mình tiết kiệm được tới 4-5 lần tiền rồi đó. Dạ. Đó thì... Rồi. Đó, quý vị thấy không? Đây là cái buri cà phê, thấy không? Đây là cái buri là tơi tả luôn rồi, không? Thôi hết rồi anh hả? Là nó đã qua thời kỳ mà cháy đốt, tại vì khi mà trong cái bùng nổ nó sức nóng, rất là nóng. Dạ. Thành ra nó là cháy hết cả cái đầu buri. Và cái khúc mà cái electro của nó trong đây là cũng mòn tiêu hết. Cái này, cái này là bao nhiêu ngàn mai rồi? Cái này là trên 100 ngàn mai rồi. Thì cái máy này hiện bây giờ là 150 ngàn mai. Đó, em thì cố gắng giữ cái máy này lại. Thứ nhất là để cho khán giả thấy được và hình dung được là cách mình làm nó dễ hiểu hơn. Đó, thì đây là cái buri. Đó, thì quý vị gỡ cái buri nào ra thì gắn buri nó vô lại. Nó không có gì là khó hết. Đó là mình gỡ ra xong thì mình mua một buri mới, mình gắn vào. Dạ. Thí dụ như xe này là 2001 Acura mà tier 3.2 đại khái, thì bây giờ mình mua buri y chang như vậy thì mình gắm vô, thì cái mình đã gỡ cái cũ ra rồi, thì bây giờ Ngọc Thủy gắn cái mới vào. Gắn, khi gắn vào thì xe chưa đồng hồ, mình gắn bằng, mình xoay bằng tay vậy trước, mình dặn bằng tay trước đi cho nó vô hết, là chứ còn mới ban đầu mà mình dặn mình cái cần thì nhiều khi nó trẹo răng, nó trẹo răng thì nó sẽ làm cho cái máy đó nó sẽ không có đủ kính thì nó sẽ bị rung. Dạ. Dạ, đó, đó, theo chiều đồng hồ. Bây giờ mình dặn ngược lại. Không, bây giờ mình dặn vô. Đó, đây là dặn vô. Đó, đó. Dặn vô là theo chiều đồng hồ là dặn vô. Đó, quý vị thấy không? Rất khi là đơn giản. Mình bấm lại thì mình dặn theo chiều cái đồng hồ. Khi mình mở ra mình dặn ngược chiều cái đồng hồ. Chính xác. Dạ. Nó đơn giản như vậy thôi, giống như là ăn cơm mỗi ngày vậy thôi. Thì lúc đầu chúng ta làm thì nó hơi lụm thụm, nhưng mà khi chúng ta làm nhiều lần đó thì nó sẽ quen thôi. Rồi. Dạ, nó không ai mà giỏi từ trong bụng mẹ cả. Đó. Nó khi mà mình dặn vừa đủ chặt á thì mình đi dĩnh vậy. Đi vô 1/4 vòng. Dạ. Là kể như là chắc, thấy không? Dạ. Giờ mình lấy ra. Thì cái hồi nãy mình lấy cái cục này ngay chỗ cái vị trí này, thì bây giờ mình gắn cái cục này vào lại y chang như vậy. Thì mình sẽ không bị lầm lẫn, nghĩa là mình không có bỏ tức phần... là mình làm từng bộ phận. Từng bộ phận, dạ. Ví dụ mình làm cái này xong rồi mình đánh dấu cái này chữ S đi. Rồi tới cái này xong mình đánh dấu chữ S, tới cái này xong chữ S. Mình làm từng cái như vậy thì mình không bị lộ. Đó, có những chiếc xe thí dụ như nó đây nó có tất cả là 4 cộng dây. Mà nếu mà cái cộng dây số 1 nằm ngay đây mà chúng ta gắn qua đây thì xe nổ rất bị rung. Thành ra khi chúng ta gắn cái cộng dây chỗ nào để ý chỗ đó. Tại vì xe này mới thì nó không có xài dây nữa mà nó xài mỗi một cái máy nó có một cục coi sẵn, cục có đánh lửa sẵn luôn thì không cần dây. Đó thì cái này tương đối là nó dễ hơn là những xe đời cũ. Những xe đời cũ thì nó có cái này. Đó thì mình cứ nên nhớ rằng là nó cái nằm ở chỗ nào thì mình để vào chỗ đó thôi. Rồi. Thì kể như là mình giải quyết được vấn đề. Dạ. Đó, xong cái là, đó rồi còn dây là còn cái mình cứ làm tiếp tục, đó là như vậy. Thì nếu mà bây giờ mà Ngọc Thủy mà làm tiếp tục thì tốn cái thời gian của khán giả rất là nhiều. Dạ. Thì đây là cái mà đơn giản thực hành, nghĩa là thay buri. Đó, khi mà mình thay buri đó, thứ nhất là một cái niềm vui của mình. Cái thứ hai đó là mình biết chắc chắn 100% buri mình đã thay rồi. Mình yên tâm mình chạy. Mình yên tâm mình chạy. Thậm chí rằng cuộc đời bây giờ là thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Nhiều khi mình trả tiền cho người ta làm công việc đó chưa hẳn là người ta làm, nhiều khi người ta quên. Dạ. Hoặc là nhiều khi có những cái khó nói. Đó thì chính mình làm thì mình có cái niềm vui ha, đúng không? Đúng rồi. Đó, thí dụ như ngày hôm nay mình làm chiếc xe này với 90.000 mai thì chúng ta nên có một cái cuốn sổ ghi lên, cuốn sổ bảo trì. Dạ. Có nghĩa là xe này 90.000 mai vào ngày mấy tháng mấy mình đã làm, thì kỳ sau mình dỡ cuốn sổ ra, mình biết là cái bộ phận đó mình đã làm rồi, thì bây giờ mình đi tới những bộ phận kế. Những bộ phận kế thí dụ như đây là những cái hệ thống ống quát cùm. Cái quát cùm nhiều khi nó chạy trên 100.000 mai thì cái ống này lâu ngày nó bị giòn. Dạ. Đó. Thì khi nó bị giòn thì cái hơi nó thoát ra ngoài. Thì khi cái hơi thoát ra ngoài thì nó làm cho cái máy nó bị rung. Thành ra là những cái hệ thống này cũng rất là quan trọng, là chúng ta cần phải để ý và kiểm tra coi cái hệ thống nào nó bị đứt, bị gãy. Đó, nhiều khi mình thấy như vậy nhưng mà nó bị gãy. Thí dụ như đây là những cái ống này nè, Ngọc Thủy thấy không? Yeah. Nó te tưa tơi tả như vậy nè. Đó, nó lâu ngày nó giòn chứ cần bẻ lại gãy nè. Và những cái bộ phận mà nó liên quan với nhau là chúng ta phải kiểm tra cho thiệt là kỹ. Anh Eddie có thể cho quý khán giả một cái list để anh kiểm tra bộ phận nào, tên gì để quý khán giả thông có thể nhớ. Và cái bộ phận quan trọng nhất của thân ốp là cái buri. Tiếng Mỹ nó gọi là spark plug. Vâng. Tiếng Pháp gọi là buri, bougie.
đại khái như thế. Cái thứ hai nữa là cái gọi là cái filter là cái lọc xăng. Vâng. Đó. Cái thứ ba nữa là air filter. Air filter có nghĩa là cái lọc gió. Vâng. Đó. Rồi kế đến là cái spark plug wire. Rồi cái distributor cap. Rồi cái distributor rotor. Đây là cái distributor rotor thì bộ phận này đánh lửa bên trong như này. Dạ. Đó. Rồi mình kiểm tra tới những cái bộ phận mà nó gọi là mấy bộ phận vacuum. Đó. Thì đây là cái air filter đây. Ha. Ừ, nhiều thứ quá ha. Dạ. Đây là cái lọc xăng, gas filter. Còn đây nữa là buri. Buri. Đó. Còn gì nữa anh? Đó, thì chúng ta chỉ thay những cái đó thôi thì bắt đầu kiểm tra lại rồi xúc cái hệ thống xăng. Dạ. Cái bát xăng, cái hình giác rồi. Dạ. Đó thì theo kinh nghiệm của Andy là thông thường nếu mà muốn cho xe mình đừng có bị cặn đó thì chúng ta nên xài một loại xăng duy nhất thôi. Thì có nhiều chiếc xe đề cũ đó thì khi chúng ta đổ cái xăng thí dụ 91 thì nó sẽ bị gõ, nó gọi là knock. Nhưng mà những cái xe mà từ 2000 trở đi đó, nếu mà chúng ta đổ xăng 91 cũng không sao hết. Bởi vì octane cao nó lại làm cho cái nổ, nó làm cho chiếc xe mình mạnh hơn. Và cái đốt nó đốt completely hơn, nó không có tạo thành những chất cặn bã sau này nó đóng giống như đóng ten này nọ bên trong cái bùng nổ. Thành ra là nếu quý vị mà kỹ lưỡng á thì quý vị có thể đổ xăng là 89 hoặc là 91. Thí dụ như hôm nay chúng ta đổ cái xăng Mobo thì chúng ta vĩnh viễn đổ xăng Mobo thôi, đừng có trộn nhiều thứ. Nhưng mình đi dọc đường rồi không có Mobo rồi mình hấp xăng sao? Ngoại trừ mình đi những cái con đường xa, những tiểu bang khác thì mình phải chịu thua. Lâu thì... lâu phải đổ cái xác thì nó cũng không đến nỗi. Thì nếu hơn. Mà mình đi vào những cái tiểu bang khác mà như vậy thì nên xài loại xăng tốt nhất. Thậm chí cái quý vị ở những cái tiểu bang như là Utah đó, nó không phải là 91 octane đâu mà tới 92 là. Thậm chí ở Việt Nam có những cái lên tới 94. Dạ, nhưng mà chúng ta đổ từ 89, 90, 91, 92 cũng ok. Yeah. Sao? Anh Andy, còn trường hợp mà thiết timing belt là mình có phải nằm trong cái turn up hay không? Cái đó thì cũng gần giống như là turn up. Tại vì turn up có nghĩa là cải lão hoàn đồng, là hồi phục lại tất cả những bộ phận gì mà lão quá. Mình thay cái gì mà nó hết cái thời hạn nó để sử dụng. Chính xác, chính xác. Có nghĩa là không phải là chỉ thay buri mà gọi là turn up, hoặc là cũng thay một cái air filter gọi là turn up, mà là cải lão hoàn đồng. Mình làm hết cái bộ phận nào mà nó lão quá mình phải cải thiện nó là cho nó trẻ trung, nó mạnh ra. Tức là tóm lại là nếu mà mình tune up thì có thể là 30.000 mai mình kiểm tra một lần, hoặc là 60.000 mai mình kiểm tra lần thứ hai, phải không anh? Đúng rồi. Rồi 90.000 mai cứ 30.000 mai mình cứ thực hiện theo cái lối của mình. Dạ. Đừng theo sách vở, tại vì trong sách vở đó là chỉ để cho những người chuyên nghiệp thôi. Thí dụ như chúng ta lái chiếc Mercedes thì nó có service A, rồi service B, rồi service C, nó rất là rùm rà. Dạ. Mà cái đó phải là professional, trong đó nó liệt kê là bộ phận gì cần phải thay sao. Vâng. Thì nó rùm rà đó. Còn cái này là thích hợp cho tất cả mọi giới, ai yêu chuộng sửa chữa, mình tự sửa được. Vâng thưa quý vị, đó là đề tài tune-up mà anh Andy vừa hướng dẫn quý vị. Vâng, đến đây thì chúng ta cũng tạm xong cái phần tune-up. Anh Andy còn cái gì nhắc nhở đến quý khán thính giả hay không? Thật sự thì thời gian cũng đã hết rồi, thì Andy sẽ hẹn gặp lại quý khán giả chương trình kỳ tới. Andy xin kính chào quý khán giả của đài Lý Đồ Sài Gòn TV và chào Ngọc Thủy. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay và chúng tôi xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới. Kính chào quý vị.